Xin chào các bạn, đã quay trở lại Relab. Hiện tại trên đây mình đang là chiếc Xperia 1, một chiếc máy flagship mới nhất của Sony. Và trong video này thì hãy cùng mình test game để xem rằng với cái tỷ lệ 21:9 của chiếc flagship nhà Sony này thì nó sẽ chơi game như thế nào nhá. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ nói sâu về cái màn hình ở tỷ lệ 21:9 này, xem là nó chơi game như thế nào, có khác gì so với cả những cái chiếc máy với cái màn hình ở 18:9, 19:5:9 bình thường hay là không. Chứ mình sẽ không kiểu là test FPS các thứ, bởi vì như các bạn đã biết thì chiếc flagship này có một cấu hình mà nó gần như là đỉnh ở thời điểm hiện tại rồi, chiếc Snapdragon 855 rồi thì cũng không cần phải nói quá nhiều nữa. Và mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến cửa hàng D-Store đã tạo điều kiện để cho mình có thể mượn chiếc máy này để làm video ngày hôm nay. Và nếu như các bạn đã quan tâm đến những chiếc máy như là Xperia 1 này thì hoàn toàn có thể tham khảo tại fanpage của D-Store, mà phần link thì mình sẽ để ngay phần điện mô tả bên dưới nhá. Và đầu tiên với cái tựa game Advance 9 thì đây là một cái tựa game mà thuộc cái dạng là đua xe và khám phá. Thì cá nhân mình thấy rằng là khi mà chơi trên một cái màn hình nó dài như thế này thì nó sẽ cực kỳ đã, nó đã hơn nhiều so với cả những cái màn hình nó không dài bằng. Tại vì sao lại như vậy? Bởi vì các bạn nhìn này, chúng ta có một cái màn hình gần như là full view, như kiểu là đang xem một bộ phim luôn. Và với một cái màn hình tỷ lệ như thế này, hay còn được gọi là cái tỷ lệ khi mà chiếu phim ấy, cinematic, thì khi mà mình chơi những cái tựa game như thế này thì nó sẽ giống y như các bạn đang xem một bộ phim vậy, như kiểu là xem Fast and Furious đó, cực kỳ là xuất sắc. Với những bạn nào thích những tựa game như thế này thì chắc chắn là chiếc điện thoại này sẽ làm các bạn hài lòng. Và hơn nữa thì cái tựa game Advance 9 này cũng rất là nhanh chóng, nó đã được tối ưu hóa để phù hợp với cả cái tỷ lệ màn hình này. Và như thường lệ đối với cả những cái chiếc máy Sony thì chiếc Xperia 1 này cũng cho mình một cái trải nghiệm loa rất là tốt. Nghe kiểu gần gần đây thì cảm thấy rất là đã luôn. Đó. Ok, chuyển sang những cái tựa game FPS thì sao, thì ở đây mình đã chơi lên một cái tựa game rất là thông dụng, đó chính là PUBG Mobile. Thì như các bạn thấy, chúng ta có ở trên đây là một cái khung hình của một chiếc điện thoại với tỷ lệ là 19:5:9 khác, đó chính là chiếc Redmi K20. Với cả hai chiếc máy thì cá nhân mình thấy rằng là cái sự khác biệt về cái độ rộng hiển thị nó không nhiều. Ở bên này thì nó rộng hơn ở trên đây một tí, ở bên này thì nó rộng sang hai bên một chút. Nói chung là nó không nhiều lắm để mà tạo ra được cái thuận lợi khi mà mình chơi. Tuy nhiên thì đối với cả một cái chiếc máy mà có cái tỷ lệ màn hình như thế này thì nó sẽ khiến cho mình có cảm giác, mình chỉ nói là có cảm giác thôi, đó là mọi thứ nó rộng hơn một chút. Nhưng mà nếu như mà các bạn còn nhớ ấy, ở trên chiếc Xperia XZ2 thì nó có một cái lỗi, đó là nó hơi bị trễ một chút. Thì ở trên cái chiếc Xperia 1 này, mặc dù nó không được quá xuất sắc như những dòng máy kiểu gaming thực thụ ấy, thế nhưng mà mình thấy rằng là nó cũng đã được cải thiện khá là nhiều rồi. Về vị trí các nút bấm thì mình thấy rằng là ở cả hai cái này thì nó không khác nhau lắm. Nói chung là nó không ảnh hưởng đến cái trải nghiệm của mình. Và mình cảm thấy rằng là bấm những cái nút ở trên đây thì cũng khá là dễ dàng. Mình sẽ nói thêm một chút về cái trải nghiệm khi mà cầm lên mà chơi game đối với cả chiếc Xperia 1 này. Thì như bạn thấy ở phần mặt lưng nhá, chúng ta có một cái thiết kế. Cái thiết kế này thì nó có một cái kiểu gì đấy, nó vuông vức hơn, nó kiểu là gần với cả những cái nét truyền thống của Sony hơn là cái thiết kế Ambient Flow mà họ đã áp dụng ở trên XZ2. Và cá nhân mình thấy thì cái thiết kế này nó khiến cho cái cảm giác của mình cầm nó rất là ôm tay. Nó có một cái gì đấy hơi hướng, nó hơi giống với cả những cái chiếc tay cầm PS ấy, mặc dù là cái sự so sánh này nó cũng kiểu hơi chênh lệch một chút. Sang liên quân mobile thì như bạn thấy thì rõ ràng là bên chiếc Xperia 1 nó đã có một cái sự hiển thị nhiều hơn. Và nhìn chung thì với cái tựa game mobile này thì chơi ở trên một cái màn hình lớn như thế này thì nó là rất là tuyệt vời. Và nếu như mà so với cái phần sức mạnh thì con chiếc 855 thì kiểu với cái tựa game này nó cũng là muỗi luôn. Có lẽ là mình sẽ dừng lại ở đây thôi, bởi vì cũng không có nhiều điều để nói. Thì nếu như mà có thời gian để sử dụng lâu hơn chiếc máy này thì mình sẽ chia sẻ thêm với các bạn về những cái trải nghiệm, những cái gì đó kiểu khác biệt hơn nhá. Thì ở đây mình đang có Injustice 2. Và như bạn thấy thì chúng ta không được tùy biến tốt ở tựa game này khi mà có một khoảng đen rất là lớn ở phần bên dưới này. Đó. Ok, và với Temp Run 2 thì như bạn thấy thì đối với cả chiếc Xperia 1 thì đơn giản là nó chỉ là kéo dài hơn so với cả cái màn hình 19:5:9 này thôi. Và cá nhân mình thấy thì cái sự khác biệt nó cũng là không nhiều. Và tuy nhiên thì đối với cả một kiểu màn hình này thì mình nghĩ rằng là các bạn sẽ có nhiều cái trải nghiệm nó khác lạ hơn một chút. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến thêm với cả một cái tựa game mà cũng sử dụng cái màn hình dọc nữa. Đó chính là Candy Crush. Với cái tựa game này thì mặc dù là nó được kiểu tùy biến không tốt ấy, cái phần bên dưới này vẫn có một khoảng đen rất là lớn, tuy nhiên thì nó vẫn chơi được rất là bình thường. Như vậy là vẫn còn một số tựa game mà chúng ta sẽ phải chờ để nó có thể là thật sự là phù hợp với cả cái tỷ lệ màn hình này.
Và vừa rồi thì là bài test game đối với cả chiếc Xperia 1 với cái màn hình 21:9 này, thì cá nhân mình thấy rằng là đây là một cái trải nghiệm gì đó khá là hay ho, khi mà thứ nhất là các bạn sẽ có một cái trải nghiệm cầm nắm rất là tốt ở trên, vẫn có viền trên viền dưới này, mặc dù không quá dày nhưng mà nó sẽ hỗ trợ các bạn cầm nắm tốt hơn khi mà chơi game. Và thêm vào nữa thì cái màn hình 21:9 tỷ lệ rất là phim ảnh thì nó sẽ giúp cho những cái tựa game có cái tính chất kiểu phiêu lưu như kiểu là Advance 9 sẽ trở nên cực kỳ tuyệt vời. Và hơn thế nữa thì với những cái người mà kiểu là hay đọc comment hay xem YouTube như mình, thì như bạn thấy ở đây chúng ta có rất là nhiều thông tin có thể hiển thị theo chiều dọc này. Nó còn là một cái điều tuyệt vời hơn nữa, thực sự thì đây là một chiếc máy nó rất là khác biệt. Nó đúng như cái chất Sony mà mấy năm nay mình chưa thấy được ở trên bất cứ một chiếc máy mới nào của Sony cả. Vậy thì các bạn nghĩ sao về chiếc Xperia 1 này? Các bạn có thể thích nó hay không? Nếu thích và muốn mua nó thì hoàn toàn có thể tham khảo tại fanpage của D-Store Mobile, và mình sẽ để đường link ở ngay phần bên dưới mô tả nhá. Còn video ngày hôm nay đến đây cũng là hết rồi. Và các bạn đừng quên rằng bọn mình đã gần đặt ở mốc 300.000 subscriber rồi. Nếu thấy hay và hữu ích ở video này thì đừng quên nhấn like, ấn subscribe và ấn nút chuông để không bỏ lỡ bất cứ video nào bọn mình ra trong tương lai. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Nhưng mà cái này nó không rung mà.